Theo ghi nhận của phóng viên, thì tất cả các cánh cổng của tịnh thất đều cửa đóng then cài. Dù cố gắng gọi cửa, bên trong vẫn im ắng không có bất cứ động thái nào. Trước khi xảy ra vụ việc, ngày nào cũng có vài chục lượt khách ra vào tham quan. Nhưng kể từ khi những lùm xùm về quan hệ huyết thống bên trong tịnh thất, nơi này đóng cửa hẳn. Bên tịnh thất thi thoảng, có người ra vào để đi mua thực phẩm, đồ dùng, nhưng đóng cửa và rời đi rất nhanh. Khi được hỏi về những câu chuyện bên trong tịnh thất Bồng Lai, nhiều người dẫn sống xung quanh đều lắc đầu không dám ý kiến vì sợ bị ném đá. Có nhiều trường hợp sau khi trả lời báo chí đã bị fan cuồng tịnh thất tấn công thẳng vào Facebook cá nhân, hăm dọa với những lời thô tục. Phía ngoài, thi thoảng lại có một vài bạn trẻ đến chụp ảnh check-in hoặc là những YouTuber. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Long An vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ vụ việc. Người dân Việt Nam chúng ta rất là tổn thương, thưa quý vị và các bạn. Khi mà lòng tốt của chúng ta không đặt đúng nơi, không đặt đúng chỗ, thì nói là rất là tức. Cho bao nhiêu cũng được hết. Từ thiện bao nhiêu cũng được, nhưng mà cái từ thiện không đối tượng, thì đúng người. Được hơn rồi thì con sẽ xử này lên. Chụp lại.